bất ngờ xuyên qua bước vào nơi không biết linh khí bốc lên nhưng tràn ngập khí tức cổ quái tinh thần tựa hồ ở dưới chân lưu chuyển thời không ở bên cạnh ta khiêu vũ giờ phút này ta chỉ là lữ khách lầm đường ở trong mảnh thế giới tràn ngập thần bí cùng quỷ dị này tìm kiếm lối ra nhưng ta biết mỗi một lần mạo hiểm đều là một phần lễ vật sinh mệnh tặng cho ta chương một dị địa bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Tiểu quỷ gặp nạn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Gặp yêu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Giảo hoặc hùng yêu cũng phải uống nước rửa chân. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Lan yêu cầu sinh dục Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Dạ hành Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Trùng uy Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Miệng lớn thành Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 9 Tuyển phòng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 10 Mua nhà kho Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test